Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Review Sách của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với video thứ hai review cuốn sách tự truyện Andrei Karenin. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đọc một trang sách, sau đó review cho các bạn về nội dung một trong trang sách mình đã đọc. Và thứ hai nữa, chúng ta sẽ tìm ra một số chiến lược mà Andrei Karenin đang áp dụng cho công ty cũng như cho cái cuộc đời của mình. Thì đó có thể là chiến lược về tâm lý này, chiến lược quản trị lãnh đạo này, chiến lược về kinh doanh, chiến lược tài chính, chiến lược sản phẩm, hoặc là về chiến lược về sáng tạo chẳng hạn. Tất cả những chiến lược đó thì mình sẽ cố gắng là tìm ra và tóm tắt chúng lại. Và còn một phần nữa của video đó chính là một số những bài học mình rút ra được sau khi đọc hết 100 trang sách. Và tiếp theo nữa, phần cuối video mình muốn gửi đến các bạn đó chính là phần tóm tắt của mình cũng như phần cảm nhận của mình về cái 100 trang sách mình đã đọc, nó có thể nó hay hoặc là nó chưa hay như thế nào, thì mình sẽ gửi đến các bạn theo cái cảm nhận của cá nhân mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với video thứ hai review về nội dung cuốn sách tự truyện Andrei Karenin các bạn nhé. Và phần 1 của video đó chính là review về nội dung sách. Và tiếp nối video lần trước thì đó là việc mà Andrew đã được nhận được công việc mới, đó là tại trực điện tín tại công ty đường sắt, và thay thế một nhân viên đang có cái thời gian nghỉ. Và lúc này thì Andrew đã được đề nghị một công việc mới, đó là ông Scott đã đề nghị với Andrew rằng là ông xem Andrew có khả năng làm thư ký và người trực điện tín cho ông ta hay không. Thì ngay lập tức thì Andrew đã nhận lời, và lúc này thì Andrew nhận được công việc mới. Kết quả là ngày 1 tháng 2 năm 1853 thì ông nhận được công việc là trực điện tín và thư ký cho Scott, cho đại tá Scott, với mức lương là 35 đô la một tháng, và tăng từ 25 lên 35 đô. Thì là thực sự là một cái mức lương mà nó phải nói là rất ổn, rất khá trong cái thời kỳ hiện, trong cái thời đại đó. Và công ty đường sắt thì đã sử dụng một cái đường dây điện tín riêng, tức là ông không còn phải trực tại chung cái phòng điện tín của thị trấn nữa, mà ông được chuyển đến công ty đường sắt Pennsylvania, được phép sử dụng đường dây điện tín này. Và cái công việc này nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc khác, cái công việc của thị trấn, cho đến khi nào mà họ hoàn thành xong đường dây điện tín riêng của công ty đường sắt. Và đến đây, với cái sự mà ông được tín nhiệm khá là nhiều, và đại tá Scott đã cử Andrew đi đến một thành phố khác, đó là thành phố Altona, để có thể nhận được bảng tiền lương của toàn bộ nhân viên tại cái và tấm xét công ty và của toàn bộ cái chi nhánh đó. Thì Andrew nhận nhiệm vụ, và thực sự đây là một chuyến đi mà rất đáng nhớ với Andrew. Và điều đầu tiên trong chuyến đi này thì ông đã gặp được một người vĩ đại của ngành đường sắt, đó là tổng quản lý Norm Butler. Ông Norm Butler là khác xa so với ông Cốt, bởi vì ông ta là khá là dễ gần và nghiêm khắc, khá là dễ gần mà lại nghiêm khắc và lại rất là cứng rắn. Và trong cái chuyến đi này, bởi vì tại sao mình nói là chuyến đi rất đáng nhớ, bởi vì có một cái sự cố đã xảy ra, đó là trên đường từ Pittsburgh mà ông đi mang theo bảng tiền lương và những tấm xét, và ông cứ tưởng là ông đã cất giữ nó rất là kỹ rồi, nhưng mà khi đi đo đoạn đường sóc thì cái gói hàng đấy thì nó lại bị rơi ra từ lúc nào không biết, và Andrew đã đánh mất nó. Rất là may mắn đó chính là Andrew đã nói chuyện với người quản lý toa tàu, và ông cho ông được xuống tàu và ông đi ngược lại cái con đường tàu vào. Rất là may mắn thì ông nhìn thấy cái gói hàng nó đang nằm trên một mấp mé cạnh một bờ dòng suối lớn. Và tiếp theo thì công việc tại điều hành tại cái chi nhánh nhận điện tín tàu lửa của Andrew thì đã xảy ra một cái việc mà có thể coi là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Andrew, đó là khi mà ông Scott đi vắng thì cái việc là điều hành tàu lửa đã được Andrew đã tự ý điều hành tàu lửa, bởi vì đã lúc đó nó xảy ra một vấn đề trục trặc giữa hai đoàn tàu, và Andrew đã tự mình điều hành tàu lửa. Và lúc này thì ông Scott mặc dù là ông không khen, nhưng mà ông đánh giá được tài của Andrew rất là nhiều. Và chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của chương số 7. Khi mà ngài Scott được thăng chức làm tổng quản lý đường sắt Pennsylvania thì và thay cái vị trí của ngài Normanton mình nói ở trên, thì ông đã mang theo Scott Andrew đến Altona, khi lúc đó thì Andrew mới chỉ có 23 tuổi. Và đến đây thì Andrew đã được theo rất nhiều thứ của ngài Scott, và sau đó thì Andrew đã rời khỏi Altona. Và sau đó thì ngài Scott đã gửi Andrew trở lại vào thành phố Pittsburgh, và lúc này thì Andrew được ngài Scott đề nghị rằng là sẽ là quản lý chi nhánh Pittsburgh được không, thì ông nói rằng là mình có thể làm được đó. Và vào ngày 1 tháng 12 năm 1859 thì ông đã được bổ nhiệm trở thành
và ông được bổ nhiệm làm quản lý của chi nhánh bước này. Và sau chúng ta chuyển nhanh sang nội dung của chương số 8, chương số 9. Chương số 8 kể về cái thời kỳ nội chiến của nước Mỹ và chiến sự tình hình như thế nào, và Andrew đã quay trở về Washington. Và ăn trong cái thời kỳ này thì Andrew đã làm quen được một số người, ví dụ như là tướng Grant. Sau đó thì Andrew quay trở lại Pittsburgh để có thể hỗ trợ ngài Scott điều hành công ty đường sắt Pennsylvania. Và đến đây thì Andrew nhận thấy rằng trong cái chương số 9, Andrew nhận thấy rằng là cái công ty đường sắt nó xuống cấp nhanh chóng và cần cái thanh danh mới, và ông đã lên kế hoạch là thành lập một nhà máy sản xuất thép. Và ông đã cộng tác với một người tên là Miller thuộc công ty Sun City Ford để tạo ra một nhà máy thép. Và đến năm 1866 thì nhà máy thép làm ăn khá là phát đạt, có danh tiếng. Và lúc này thì năm 1906 thì công ty này được bán lại với giá là $3,000, với mệnh giá lúc bấy giờ là $100, tức là $30 cho mỗi cổ phiếu của ông. Và chúng ta sẽ chuyển nhanh sang cái nội dung tiếp theo. Thì nội dung của chương số 9 đó chính là về cái việc mà Andrew tham gia vào ngành công nghiệp thép này, và ông đã đạt được một số thành công, và ông và cuốn sách cũng chỉ ra một số những cái triết lý kinh doanh của Andrew. Ví dụ như là ông muốn duy trì liên tục đỉnh cao thì cần phải cái tiêu chuẩn chất lượng phải sẽ dễ dàng được duy tiêu chuẩn chất lượng cao thì sẽ dễ dàng được duy trì được con người con người được giáo dục để đạt được đỉnh cao. Và ông nhận ra rằng là cái sự cạnh tranh khốc liệt trong cái lĩnh vực này thì sẽ khiến cho một số nhà máy không chịu được được cái sự cạnh tranh này, nó sẽ dẫn đến thất bại. Và chúng ta sẽ chuyển nhanh sang nội dung của chương số 10. Chương số 10 nói ra một số những cái sáng tạo trong ngành sản xuất thép mà Andrew cùng một số cộng sự của mình đã phát hiện ra. Đến đây thì mình sẽ chuyển sang phần thứ hai của video, đó chính là review, tìm ra những chiến lược mà Andrew đã áp dụng. Về chiến lược sáng tạo thì mình thấy là tập trung vào chỉ một thứ. Về chiến lược kinh doanh thì Andrew sử dụng chiến lược duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao. Về chiến lược sản phẩm thì Andrew đã có một cái chiến lược rất hay, đó là chiến lược chỉ sản xuất ra sản phẩm tốt nhất. Về quản trị lãnh đạo tâm lý thì cái chiến lược hợp tác cùng phát triển là một cái chiến lược rất là hay mà Andrew đã áp dụng. Về bài học mình tìm ra được bài học đầu tiên đó là sự đổi mới, bài học số 2 về sự chăm chỉ và học tập, bài học số 3 về tầm nhìn, bài học số 4 là về quan hệ tạo dựng một quan hệ, bài học số 5 là nỗ lực và quyết tâm. Thì trên đây là phần review của mình về phần review thứ hai của mình về cuốn sách tự truyện Andrew Carnegie. Cảm ơn các bạn đã nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.